Rồi như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái bài cài đặt. Thầy sẽ mượn cái bài đầu tiên của Java 1. Rồi, tập trung về vấn đề cài đặt CDK và NetBean để mà chúng ta thực hành làm một cái bài đầu tiên của Java. Thì ở đây chủ yếu là mục đích cho các bạn cài đặt, các bạn tiếp xúc với việc cài đặt thôi. Thì chuẩn bị đến môn học tiếp theo chúng ta học là Java 1, hoặc là có giảng viên dạy nhập môn lập trình. Nhiều khi giảng viên cho các bạn làm trên hai môi trường là DeepSeek và NetBean luôn, để cho các bạn tiếp xúc với cả hai môi trường cho nó quen. Thì các bạn có thể cài đặt. Như vậy thì mình có hai cái. Một là mình cài đặt JDK. JDK đây là cái môi trường cho người phát triển phần mềm. Java Development Kit là bộ công cụ cho phép phát triển Java. Như vậy đây là nó sẽ bao gồm tất cả những cái lớp, những cái thư viện của Java để chúng ta phát triển. Rồi khi mà các bạn đã có được thư viện của Java rồi thì chúng ta code cái chương trình của Java ở bất kỳ đâu. Bạn code bằng NetBean cũng được, code bằng Eclipse cũng được, thậm chí là chúng ta code bằng Notepad cũng được luôn. Tức là một cái trình soạn thảo cơ bản là code được. Được chưa? Sau khi mà các bạn code xong thì các bạn sẽ biên dịch sử dụng Java C để chúng ta chuyển từ một cái file Java sang một cái file SE, file class, sau rồi file SE để chúng ta thực thi một cái chương trình. Đó, như vậy thì chúng ta chỉ cần JDK cài đặt xong là đủ rồi đó. Còn NetBean nó chỉ là môi trường thôi để các bạn lập trình. Không, mình lập trình thì NetBean nó hỗ trợ cho mình lập trình lệnh rồi nó dễ. Tạo dự án, tạo file, tạo phương thức, tạo các contractor rồi nó dễ. Còn nếu như mà mình biết ok rồi thì mình viết bất kỳ ở đâu cũng được. Được chứ nào? Rồi như vậy mình hiểu được chỗ này để mình hình dung được là mình chạy một cái ứng dụng thì nó sẽ như thế nào. Rồi, các bạn sẽ lên search cho thầy tải JDK. Khi tải JDK thì nó sẽ cho các bạn vô cái trang là Java Download của Oracle. Trong trang này bạn sẽ tải được cái JDK của Java 19 hay là 17 thì tùy, ví dụ như chúng ta chạy 19 cũng được. Rồi ở bên trong này nó có nhiều phiên bản, trong đó có các bạn sẽ tải cho thầy đây, bên này Linux, bên này Mac, bên này Windows. Như vậy các bạn chọn cái thẻ là Windows thì Windows nó sẽ có là một cái là file nén của 64, file cài của 64 thì chúng ta sẽ chọn file cài ha, chọn file cài 64, 64 bit á, và chúng ta tải này về, tải JDK về. Sau khi các bạn cài đặt JDK như vậy thì ở trên mạng cũng cho chúng ta rất là nhiều cái hướng dẫn để cài đặt JDK. Các bạn có thể search từng bước một. Cài đặt JDK. Đây sẽ cho phép các bạn bước 1 làm gì, cũng cho các bạn đi tải. Bước 2 làm gì? Đó. Cái này là phiên bản cũ rồi nha. Nhưng mà cơ bản là các bạn cài là nó không có gì mới cả. Rồi, đang tải CDK. Sau khi mà các bạn cài đặt xong, các bạn tải xong, nghe. Nghe. Thì đối với lại hệ thống của Windows đó, nó sẽ chưa hiểu được JDK. Nếu như mà mình chạy được, mình thực thi được là mình phải đi đến đúng cái thư mục mình cài đặt á thì nó mới chạy.
gì đó. Nói gì nữa ta? Đi đến đúng cái thư mục của mình cài đặt nó mới chạy. Còn ở chỗ này mình cấu hình đường dẫn. Cấu hình đường dẫn. Thì sau khi các bạn cấu hình đường dẫn xong thì ở đâu bạn cũng chạy được Java. Như vậy ở đâu có nghĩa là gì? Ví dụ mình vô CMD. Đó, máy của thầy thì cài đặt rồi. Ở đây mình sẽ gõ vô đây là Java trừ V. Java. Rồi, các bạn đứng ở đây, các bạn sẽ trừ version luôn cũng được. Java trừ version để coi thử là version của mình là bao nhiêu. Rồi, đó, đây là phiên bản version của thầy là 17.0.4.1. Là thầy đang đứng ở một cái thư mục ở trong ổ đĩa C, user. Bây giờ giả sử thầy ra ngoài. Rồi, thầy cũng gõ lại cái lệnh hồi nãy. Cũng được luôn. Cái là đứng bất kỳ đâu thì mình vẫn thấy được Java, tức là mình đều biên dịch được. Và như vậy thì khi mà bạn cài biến môi trường xong, cài biến môi trường xong thì lúc đó mình cài NetBeans hoặc cài Eclipse vô thì mình biên dịch nó sẽ dễ, nó sẽ chạy chương trình của mình. Còn nếu mà mình không đặt biến môi trường á thì nó không biết là cái Java C này nằm ở đâu, cho nên nó biên dịch bị lỗi. Rồi, như vậy sau khi mà mình cài đặt xong thì cái bước mà cấu hình biến môi trường nè thì tùy tùy theo win. Ví dụ đối với lại win 11 của mình đi thì các bạn click chuột lên đây, các bạn có thể là vô cái bánh răng. Bánh răng thì ở trong này bạn có thể là chọn phần system. Ở system của bạn thì các bạn có một số cái đây, network internet about đâu rồi, từ từ nào. Không, mình gõ đây chữ about đi ha. About là nó nhanh nhất. Rồi, about PC. Đó. Như vậy, các bạn search about PC thì ở chỗ này nó có chữ là Advanced System nè. Advanced System Setting. Thì khi mà các bạn vào Advanced System Setting rồi thì nó ra đây cái bảng. Và trong bảng này thì nó cho các bạn thiết lập biến môi trường. Đây, môi trường environment variable, biến môi trường. Biến môi trường này thực chất là gì? Giống như là các ứng dụng của mình nó nằm rải rác ở khắp nơi. Nhưng mà khi mà mình đưa ra đến đây đó thì mình chạy ở đâu cũng được. Nó là dạng như public ở trong cái ứng dụng của mình, trong trong cái win của mình rồi. Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ sử dụng, thứ nhất là các bạn sẽ vào cái đường dẫn nè, path nè. Path. Các bạn chọn edit. Edit. Thì trong này thầy đã làm rồi, JDK 17 chấm. 17 chấm. Nếu như chưa có thì các bạn chọn new. Sau đó chọn new, nó đang nhấp nháy ở đây. Các bạn chọn browse. Tìm đến. Vậy nếu như máy của mình khi mà bạn cài cái JDK của mình vô á thì nó sẽ chỉ cho mình cài ở đâu. Ví dụ như là máy của thầy thì chúng ta cài vô ổ C, cài vô from frame file, cài vào Java và bên trong này nó có JDK. Như vậy các bạn chỉ vô thư mục JDK là một một cái. Sau đó bạn tạo mới một lần nữa
bạn chỉ vô đến thư mục là C Program File Java JDK 17.0 Seed Bin. Như vậy mình có hai cái đường dẫn này. Như vậy khi mà mình đã chỉ được cái JDK của mình ở hai đường dẫn này, sau khi xong rồi, ok, đó, thì mình test bằng cách là mình gõ cái lệnh gì, các bạn phải ok nha, thầy làm rồi cho nên là thầy cancel thôi, còn các bạn thì các bạn gõ ok. Lúc đấy thì các bạn sẽ vào Windows R rồi gõ cmd, Windows R gõ cmd, cmd, và chúng ta thực hiện lại cái lệnh Java .version. Java version nhé, version. Version đúng không? Rồi, java.version. Và các bạn thấy là phiên bản của mình ở đây. Đó, 17.0.4.1. Thì bạn ở bất kỳ đâu, bạn cũng có thể kiểm tra được cái Java của mình đã được tồn tại rồi, đã được cài xong. Sau khi mà thiết lập được biến môi trường xong thì các bạn sẽ lên cài NetBeans. Ở đây là chúng ta cài JDK rồi nè. Chúng ta sẽ cài NetBeans. Các bạn sẽ đi tải NetBeans. NetBeans máy thì tùy mình. Đó, các bạn tải ở đây cũng là của cái Apache NetBeans download. Như vậy thì bình thường chúng ta sẽ tải NetBeans 14, bây giờ chúng ta có NetBeans 15 thì chúng ta tải NetBeans 15. Rồi, ở trong này sẽ install NetBeans 15 Windows 64 bit. NetBeans 15 của 64 bit nha, phải download. Download được cái bản cài á. Cho nó ra đến đây nó đứng luôn rồi. Download. Nó có bị chặn không? Rồi, ok. Đây nó ra đến trang web này. Thì các bạn chọn ở đây để các bạn download. Rồi, nó đang download xuống cho các bạn. Và cài đặt ra. Sau khi các bạn cài đặt xong, thì các bạn sẽ mở cái giao diện nó lên. Đây, giống như thế này. Rồi. Các bạn sẽ new cho thầy một cái project. Project ở chỗ này giống như new folder ha. Có dấu cộng chỗ này nè. Đây. Và mình đặt con trỏ vô thì nó có new project nè. Và mình sẽ tìm cho thầy Java with N. Java application. Chọn đúng cái này nha. Chọn đúng này giúp thầy. Rồi. Next. Rồi, bên đây mình sẽ gõ là gì? Số thứ tự của mình. Ví dụ 01 mã số sinh viên 18301 chẳng hạn, tên Bình. Mình để là lab 7. Ok. Phần này là bài làm thêm nha. Bài làm thêm. Nó có câu cuối cùng á. Rồi, vị trí các bạn lưu ở đâu? Giả sử
mình sẽ lưu ở desktop đi. Mình sẽ chọn một cái folder. Cái bài hôm trước mình lưu ở đâu nhỉ? Cái bài hôm trước các bạn lưu ở trong thư mục của con 1014 á. Rồi, ví dụ lưu ở trong thư mục con 1014 ha. Rồi. Ở đây trong thư mục con 1014. Finish. Sau khi các bạn ra được một cái dự án giống như thế này thì ngay ở chỗ cái hàm main nè, phải gõ vô đúng trong hàm main nha, không có gõ ra ngoài nha. Trong hàm main nó sẽ kêu là code của bạn sẽ được viết ở đây. Enter xuống. Và các bạn sẽ ghi là system.out.print. System.out.print. Và chỗ này các bạn để họ tên các bạn vô đây. Để thông số các bạn luôn. Ví dụ như là 01 mã số sinh viên BS 18301. Rồi. Ok. Sau khi mình dùng cái lệnh vậy, mình sẽ chạy dự án này. Run file. Hoặc là bạn run trên này cũng được. Run process cũng được. Run file cũng được. Rồi. Fail. Fail gì đây? Đây là một vấn đề các bạn bị fail nè. Cái thư mục mình tạo nó đang chứa tiếng Việt có dấu. Và các bạn rất hay bị trường hợp này. Rất hay bị trường hợp này. Cho nên mình sẽ ra ổ đĩa C của mình. Tin học cơ sở. Tin học cơ sở. Bỏ dấu tiếng Việt đi. Thì khi mà các bạn bỏ dấu tiếng Việt đi đó, thì cái chỗ này của mình nó bị mất nè. Cái folder nó không còn nữa, nó không còn đường dẫn nữa. Cho nên muốn lấy lại thì không có new nữa, mà chúng ta chọn open. Open process. Rồi. PC. Ổ C. Tin học cơ sở. Đây. Cái nãy mình tạo đây. Open nó ra. Rồi bây giờ chạy luôn. Ok. Sau khi mà các bạn chạy được thì kết quả của các bạn ở đây. Được chưa nào? Đó là cái quá trình cài đặt của bạn. Và ở đây là câu cuối cùng của cái lab 7. Là giáo viên cho thêm á. Là giáo viên cho thêm là các bạn tạo xong cái dự án Hello World ha. In ra một cái câu là thông tin của mình. Ở đây dự án của các bạn ở đây. Là đã in được một cái câu thông báo. Và bạn đã thực thi được cái đoạn code nó in ở dưới. Vậy là xong. Bạn chụp cái màn hình này lại. Là xong. Muốn cho màn hình này nó không bị mất, các bạn click chuột vô bên góc này nè. Click chuột vô bên góc này ha. Đó. Cho nó mở hẳn ra luôn. Thì mình chạy nó không bị mất. Nó còn giữ đó luôn. Rồi. Như vậy xong ha.